bạn, bây giờ là 12 giờ. Mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức thời sự cùng bản tin trưa của Đài Truyền Việt Nam đang được truyền hình trực tiếp từ Hà Nội. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Nộp thuế hải quan qua hệ thống ngân hàng giúp doanh nghiệp chủ động được mọi kế hoạch. Nông sản của Việt Nam khó kiểm soát được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật do sản xuất quy mô nhỏ manh mún, lắng nghe gợi ý của chuyên gia để giải quyết vấn đề này. Giải quyết hài hòa lợi ích giữa bảo tồn và phát triển, một trong những thách thức trong bảo tồn kho di sản đồ sộ của Việt Nam. Bắt đầu phần tin chi tiết. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ rệt, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đầu tư trên địa bàn, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 6,5 tỷ đô la Mỹ, đứng đầu cả nước. Đó là kết quả nổi bật của tình hình kinh tế xã hội Hà Nội trong năm nay. Kết quả này có được chính là nhờ thành phố đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, thành phố đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quy hoạch đất đai, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7 là một trong những đề án trọng tâm của Tổng cục Hải quan. Kênh nộp thuế này cho phép người nộp lập bản kê trực tiếp trên cổng thanh toán điện tử hải quan mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, miễn là có kết nối Internet. Các ngân hàng là đầu mối quan trọng cho kênh này. Tìm hiểu thêm trong phóng sự sau. Vốn kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, doanh nghiệp này có khi phải tốn cả 3 ngày cho quy trình đi nộp tiền kho bạc, nhận phiếu thu, rồi đến hải quan. Thế nhưng khi áp dụng việc nộp thuế hải quan qua hệ thống ngân hàng, quá trình này chỉ còn tính bằng phút. Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nhân lực và quan trọng là doanh nghiệp hoàn toàn chủ động được mọi kế hoạch. Có những lúc thì lấy ví dụ như là doanh nghiệp nhận được chứng từ vào lúc 3 giờ, 4 giờ, thì lúc đó thì bên kho bạc đóng cửa. Nhưng nếu với mạng, thì có thể là làm trong vòng 1 phút, 2 phút thì doanh nghiệp vẫn có thể đi nhận hàng được ngay, tức thì. Một trong những mắt xích quan trọng để hỗ trợ cho quá trình thu thuế hải quan điện tử đó chính là hệ thống ngân hàng. Tính đến thời điểm này đã có 23 ngân hàng phối hợp thu thuế điện tử thông quan 24/7. Để tham gia, ngân hàng thương mại phải nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin cũng như đáp ứng theo các chuẩn dữ liệu từ phía hải quan. Trong đó, nhiều ngân hàng dự kiến sẽ cải thiện và cung cấp thêm nhiều dịch vụ tương tự. Thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường cái việc cải tiến cái kết nối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan để có thể tăng thêm được nhiều tiện ích hơn. Thí dụ như không phải là chỉ là thanh toán thuế bằng tiền Việt mà có thể thanh toán bằng ngoại tệ, thanh toán những cái chi phí khác liên quan tới các ngành, các bộ ngành khác. Hiệu quả được thể hiện rõ nhất trên các con số. Khi tính từ đầu năm đến nay, tổng số tiền thuế thu qua cổng thanh toán điện tử là trên 226.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 95% số thu của ngành. Thu qua cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 đã đạt trên 11.000 tỷ đồng. Công nghệ tài chính Fintech đang là một trong những lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng nhân sự chất lượng cao nhất tại Việt Nam hiện nay. Theo nghiên cứu vừa công bố của các công ty dịch vụ tuyển dụng như là Micropage và Navigos Research, điều này cũng dễ hiểu bởi Fintech hiện nằm trong top 3 ngành nhận được vốn đầu tư mạo hiểm nhiều nhất tại Việt Nam, giá trị gần 60 triệu đô la trong năm ngoái. Nhu cầu rất lớn, nhưng thực tế là để tìm kiếm được những nhân sự chất lượng cao người Việt Nam để làm Fintech là rất khó khăn, khiến cho một số công ty lâm vào cảnh tuyển người Việt thì không được, mà tuyển người nước ngoài cũng không xong. Doanh nghiệp công nghệ tài chính Fintech mà anh này giữ vị trí giám đốc điều hành vừa phải tạm dừng hoạt động sau gần 2 năm vào thị trường Việt Nam, mà một trong những nguyên nhân chính là việc tuyển dụng nhân sự. Thời gian đầu do không tìm được nhân sự phù hợp để làm quản lý, công ty anh phải thuê chuyên gia nước ngoài, nhưng chi phí cao mà lại không hiệu quả vì họ không hiểu được tính địa phương của thị trường Việt Nam. Đến khi chuyển sang thuê chuyên gia trong nước thì vấn đề lại càng lớn hơn. Khi đó chúng tôi mới phát hiện ra là không có nhiều nhân sự tại Việt Nam thực sự có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ tài chính. Vì chính lĩnh vực fintech ở Việt Nam vẫn còn quá mới mẻ, quá nhiều nhân sự Việt Nam năng lực chỉ ở mức trung bình, còn số ít thực sự giỏi thì lương phải trả còn đắt hơn là thuê chuyên gia nước ngoài. Do đó chúng tôi phải tuyển rồi sa thải rất nhiều để tìm được người phù hợp. Khó tìm nhân sự fintech cũng là thách thức ngay cả với tập đoàn công nghệ thuộc hàng đầu thị trường Việt Nam như VNG.
Để có được đội ngũ 200 nhân sự phát triển sản phẩm fintech như hiện nay, doanh nghiệp đã phải dùng cách đào tạo sau tuyển dụng. Rất là thách thức. Thách thức này nó đến từ bản chất là cái ngành này nó quá mới ở Việt Nam nên là không có một cái nơi nào gọi là đào tạo bài bản cả. Chính chúng ta cũng với ngành fintech này tại Việt Nam cũng chưa rõ rằng là sẽ phải như thế nào và cần những kỹ năng gì. Báo cáo mới nhất của Navigos Research chỉ ra sự thiếu hụt nhân lực trong lĩnh vực công nghệ tài chính đang khiến các doanh nghiệp tại Việt Nam phải tuyển các chuyên gia nước ngoài, chủ yếu đến từ Nga, Ukraine và Mỹ. Dù mức lương trả cho ứng viên người Việt và người nước ngoài tương đương nhau, từ 2.000 đến 3.000 đô la Mỹ một tháng. Điều này rõ ràng đi lệch với dòng vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam, khi nhu cầu thì quá lớn mà thị trường nhân lực Việt Nam lại chưa đủ đáp ứng. Các vị trí nhân sự chất lượng cao không chỉ đòi hỏi kỹ năng nghề nghiệp mà còn phải có tư duy chiến lược và quản lý. Đây là các yếu tố nhân lực mà Việt Nam đang thiếu. Dù vậy, giới chuyên gia nhận định, các doanh nghiệp vẫn sẽ ưu tiên tuyển dụng nhân sự Việt Nam so với thuê nước ngoài cho cùng một vị trí, do nhân sự Việt có lợi thế lớn về khả năng am hiểu thị trường bản địa. Vì thế, các ứng viên Việt Nam có tố chất, khả năng tự trau dồi học hỏi với các lĩnh vực mới vẫn còn nhiều cơ hội phía trước, nhất là khi thị trường fintech Việt Nam dự báo phải sau 5 năm nữa mới thực sự bùng nổ. Thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép. Đây là cụm từ đang gây hoang mang cho nhiều người tiêu dùng. Đó cũng là cơ sở để nhiều quốc gia từ chối nhập khẩu nông sản của Việt Nam. Chỉ tính riêng thị trường châu Âu, năm ngoái có đến 90 trường hợp hàng hóa nông sản thực phẩm của Việt Nam bị cảnh báo hoặc trả về. Từ đầu năm đến nay là hơn 40 trường hợp. Phần lớn là do thuốc bảo vệ thực vật tồn dư vượt ngưỡng. Đầu tháng 8 vừa qua, châu Âu cũng bắt đầu tăng cường mức độ kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật với 7 loại nông sản của Việt Nam. Trong đó, tần suất kiểm tra đối với thanh long là 10%, các sản phẩm còn lại là 50%. Quy định này cũng nêu rõ các lô hàng sẽ bị tiêu hủy nếu có dư lượng các chất độc hại như thuốc trừ sâu, diệt khuẩn, chất diệt nấm mốc vượt mức cho phép. Như vậy có thể hiểu là tiêu chuẩn mức tồn dư thuốc bảo vệ thực vật là một hàng rào kỹ thuật đối với nông sản của mỗi quốc gia. Khi mà các nền kinh tế có xu hướng hội nhập với nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết, thì để bảo hộ nền sản xuất trong nước, chỉ còn cách là nâng các hàng rào kỹ thuật lên. Để xuất khẩu được thì chúng ta bắt buộc phải đáp ứng các yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Đây cũng là thông điệp được đưa ra tại diễn đàn nâng cao năng lực xuất khẩu nông sản. Điểm bất lợi lớn nhất của nông nghiệp Việt Nam hiện nay là sản xuất theo quy mô nông hộ nhỏ. Cho đến nay, cả nước mới chỉ có khoảng 6.500 ha trên tổng số gần 1 triệu ha cây ăn quả áp dụng tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt và được cấp mã số vùng trồng đảm bảo xuất khẩu. Để kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, các doanh nghiệp phải cử cán bộ kỹ thuật giám sát từng nông hộ và giúp họ tuân thủ quy trình. Chúng ta phải hướng đến cái chuyện là tăng cường quản lý. Này, thứ hai nữa là khuyến khích người dân tham gia vào hợp tác xã để sản xuất một cái quy mô lớn, áp dụng khoa học công nghệ và theo một cái tiêu chuẩn. Hiện nay, các quy định về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên nông sản Việt Nam đều phụ thuộc hoàn toàn vào các quốc gia nhập khẩu. Trong khi đó, không phải nước nào cũng xây dựng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật cho từng mặt hàng, nhất là nông sản đặc sản của nước ta. Các loại thuốc có mức tồn dư không được quy định sẽ ngay lập tức bị cấm nhập khẩu. Tăng cường thương thuyết và tiến tới xây dựng một chuẩn hài hòa chung đang được xem là giải pháp cần thiết vào lúc này. Ví dụ như chúng ta không thể xuất khẩu chuối sang Philippines, không thể xuất khẩu dừa sang Trung Quốc. Vì vậy, chính phủ Việt Nam phải tập trung vào thương thảo để gỡ bỏ các rào cản, đặc biệt là phải ưu tiên chú trọng những mặt hàng chiến lược ở các thị trường trọng điểm. Mỗi quốc gia có một bộ quy chuẩn riêng. Vì vậy, chúng tôi đã làm việc với APEC để cập nhật nhanh nhất các tiêu chuẩn của các quốc gia trong khối. Chúng tôi cũng đã làm việc với ASEAN trong 14 năm qua để thiết lập một tiêu chuẩn hài hòa chung về hàng nông sản. Và quan trọng nhất, chúng tôi đang cùng với Cục Bảo vệ Thực vật xây dựng các quy chuẩn riêng của Việt Nam để đáp ứng yêu cầu của thế giới đối với một số mặt hàng nông sản chủ lực. Nông sản của Việt Nam có một khó khăn, đó là sản xuất quy mô nhỏ và manh mún. Vì vậy, để kiểm soát được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật là rất khó. Khó nhưng bắt buộc chúng ta phải thay đổi nếu xác định sản xuất nông nghiệp hàng hóa hướng đến xuất khẩu. Trả lời phỏng vấn của chúng tôi thì một chuyên gia cũng đã gợi ý về giải pháp để đảm bảo tiêu chuẩn nông sản xuất khẩu. Giải pháp hiện nay của chúng ta để mà đáp ứng được cái yêu cầu về an toàn thực phẩm của nước là phải sản xuất
theo cái hướng thực hành nông nghiệp tốt và sản xuất theo chuỗi. Có nghĩa là chúng ta phải kiểm soát được các cái vật tư đầu vào, và cái người sản xuất phải hiểu được những các cái quy định của các cái nước nhập khẩu nông sản. Thì trên cái cơ sở mà sản xuất theo mô hình chuỗi thì chúng ta mới đáp ứng được, và càng ngày thì cái vấn đề an toàn thực phẩm của chúng ta càng được giải quyết một cách căn cơ. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo: những thách thức trong bảo tồn kho di sản đồ sộ của Việt Nam, giải quyết hài hòa lợi ích giữa bảo tồn và phát triển là yếu tố then chốt. Trượt ván đôi, môn thể thao đang được rất nhiều bạn trẻ Việt Nam yêu thích. Nhiều bài biểu diễn của các nhóm trượt nhận được sự khen ngợi của các tờ báo quốc tế. Sông Bạch Yến là một con sông nhánh của sông Hương. Sông này nằm ở phía tây nam kinh thành Huế, gắn liền với những ngôi làng cổ hàng trăm năm tuổi. Những năm gần đây thì sau mỗi mùa mưa lũ, tình trạng sạt lở dọc bờ sông Bạch Yến diễn ra ngày càng nặng nề, đe dọa đến sự an toàn của những khu dân cư dọc dòng sông này. Từ 4 năm nay, dòng chảy của sông Bạch Yến đã thay đổi. Nước bắt đầu chảy xiết về phía khúc quanh của đường Nguyễn Phúc Thù. Từng lỗ hổng đường nước xuất hiện ngày càng nhiều khi nước cứ ăn mòn liên tục sau mỗi đợt lũ. Người dân ở tổ dân phố 7 phường Hương Long, thành phố Huế hết sức bất an về hiện tượng xâm thực này. Con đường đã hẹp nhưng mà bên này là có một bậc lợ thì tránh đôi khi thậm chí ra có thể ngã ra bờ kè. Mà ngã ra bờ kè thì có thể gây ra tai nạn. Tuyến đường Nguyễn Phúc Thù có nhiều học sinh đi lại hàng ngày nên rất nguy hiểm, đặc biệt là vào những ngày mưa và ban đêm. Xâm thực xảy ra mạnh mẽ khiến hàng loạt vườn tược dọc sông đã bị nhấn chìm xuống sông. Những hàm ếch đã ăn sâu vào tầng sân nhà dân. Đất đai càng ngày càng bị sỏi mòn, là tạo ra cái là bà con là mất đất sản xuất, ảnh hưởng tới cái an cư lạc nghiệp của người dân nữa. Do không được đê kè, từ sau mỗi mùa lũ, nước sông Bạch Yến đã sỏi mòn cả con đường đi, cướp đi đất đai hoa màu của người dân phường Hương Long. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng do nguồn kinh phí hạn hẹp, thành phố Huế chỉ có thể gia cố đê kè một số đoạn ít ỏi dọc sông Bạch Yến. Còn lại chủ yếu là do người dân bỏ công bỏ của từ chống chọi với nạn xâm thực. Nếu không kịp thời khắc phục tình trạng sạt lở dọc bờ sông Bạch Yến, thì không lâu nữa, những tuyến đường du lịch giàu màu xanh gắn liền với những ngôi làng lâu đời ở phía tây nam kinh thành Huế sẽ không còn. Nghiêm trọng hơn, những hình ảnh làng quê xứ Huế tuyệt đẹp có từ thuở chúa tiên Nguyễn Hoàng vào trấn thủ đất Thuần Hóa sẽ dần biến mất trước nạn xâm thực diễn ra ngày càng mạnh mẽ sau mỗi mùa mưa lũ như hiện nay. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lượng máu dự trữ đang có khả năng bị thiếu hụt, gây áp lực cho các bệnh viện. Tới thời điểm này, thành phố mới chỉ tiếp nhận 215.000 đơn vị máu, trong khi kế hoạch đề ra là 230.000 đơn vị máu trong năm nay. So với năm ngoái, nhu cầu truyền máu cũng tăng hơn 20-30%. 11 tháng năm 2018, thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 197.848 túi máu, nghĩa là trung bình mỗi tháng gần 18.000 túi. Thế nhưng so với kế hoạch đề ra, thành phố vẫn thiếu gần 13.000 túi. Từ đây tới Tết, cái công tác mà cái vận động hiến máu cũng rất là quan trọng, nhất là cái Tết Tây của chúng ta là dự kiến là 4 ngày, còn cái Tết ta tới 9 ngày. Do đó thì cái nguồn dự trữ của chúng tôi trong trước Tết ta thì dự kiến chúng tôi phải dự trữ ít nhất là khoảng 15.000 đơn vị. Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc lượng máu tiếp nhận giảm là do nhiều nơi chưa vận động người đã hiến máu quay trở lại hiến máu lần thứ hai. Một giải pháp được đưa ra là cần thay đổi cách truyền thông và thời điểm tiếp nhận máu. Thay vì tập trung vào dịp cuối năm ở các trường đại học và các cơ quan xí nghiệp, việc hiến máu được đề nghị là nên chuyển vào dịp giữa năm ở tầm vĩ mô hơn. Nhiều chuyên gia y tế cũng cho rằng đã đến lúc cần có luật về hiến máu. Hôm qua, chùa Trung Tiết nằm trong khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Quảng Ninh đã hoàn thành công tác trùng tu tôn tạo. Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần bao gồm nhiều di tích nổi tiếng như là chùa Ngọa Vân, chùa Hồ Thiên, chùa Quỳnh Lâm, chùa Quán Ngọc Thanh, Thái Miếu, đền An Sinh và khu lăng mộ các vua Trần. Đây là nơi lưu giữ nhiều di vật, cổ vật có giá trị quan trọng. Dự án tôn tạo chùa Trung Tiết nằm trong các dự án tu bổ tôn tạo di tích thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều. Cũng
Ngoài 25 di sản được UNESCO vinh danh, Việt Nam hiện có gần 10.000 di tích cấp tỉnh, hơn 62.000 di sản văn hóa phi vật thể. Với kho di sản đồ sộ và quý giá này, việc bảo vệ, giữ gìn, phát huy giá trị di sản là trách nhiệm của thế hệ hôm nay và mai sau. Thế nhưng công cuộc này còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Chúng tôi muốn đề cập đến một trong những thách thức mà nhiều địa phương đang gặp phải, đó là giải quyết hài hòa lợi ích giữa bảo tồn và phát triển. Tháng 3 năm nay, Tràng An, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới đầu tiên của Đông Nam Á, bị xâm hại nghiêm trọng. Từ tháng 11 năm ngoái, ông Nguyễn Văn Son, một doanh nghiệp tư nhân ở Ninh Bình, đã xây dựng trái phép hàng nghìn bậc thang lên đỉnh núi Cái Hạ, thuộc vùng lõi của Tràng An, để thu hút khách du lịch. Công trình sai phạm sau đó đã phải dỡ bỏ, nhưng còn đó những vết thương trên mình di sản. Các cái cơ quan chức năng là không có cái biện pháp giải pháp để mà ngăn chặn. Tôi nghĩ là cái việc này là chính quyền địa phương là cũng có cái buông lỏng quản lý. Một vụ việc khác liên quan đến di tích quốc gia đặc biệt Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn đến giờ vẫn còn nhiều tranh cãi. Đó là vị trí đặt nhà ga ngầm C9 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2 của Hà Nội. Trong khi thành phố và nhiều chuyên gia cho rằng vị trí hiện nay là tối ưu nhất, không xâm phạm vùng có các yếu tố gốc cấu thành di tích, thì luồng ý kiến thứ hai lại lo ngại nó có thể ảnh hưởng đến di sản và không gian văn hóa. Khi những tranh cãi chưa có hồi kết, thì tuyến đường sắt có vai trò đặc biệt quan trọng với thủ đô chưa thể triển khai. Đầu tiên là hệ lụy về cái việc là cái thời gian thực hiện dự án nó bị kéo dài và nó không đáp ứng được cái mục tiêu là phải có được xây dựng được một cái hệ thống đường sắt đô thị để đáp ứng cái yêu cầu, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Thứ hai là nó sẽ tăng vốn, đội vốn và nó làm cho cái hiệu quả đầu tư của dự án nó bị giảm xuống. Đó chỉ là hai trong số nhiều vụ việc cho thấy những thách thức với bảo tồn di sản ở Việt Nam. Đó là sự thiếu hiểu biết của cộng đồng cư dân, thiếu trách nhiệm của những người quản lý như trường hợp ở núi Cái Hạ Tràng An, ở chùa Bồ Đà Bắc Giang hay là đình cổ 300 năm tuổi ở Lương Xá Hà Nội bị phá. Đó là sức ép phát triển đô thị như câu chuyện ở Hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hội An hay là làng cổ Đường Lâm. Giải quyết hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển là bài toán khó, nhưng không phải là không có cách giải. Cần phải có cái sự phối kết hợp chặt chẽ của ba nhà. Nhà thứ nhất là nhà quản lý, thì cái người mà quản lý ấy là phải có cái trách nhiệm xem xét đầy đủ tất cả các khía cạnh của vấn đề khi mà ra quyết định, với cuối cùng phải cấp phép. Thứ hai là nhà khoa học là có cái vai trò tư vấn đấy, và có trách nhiệm trong những ý kiến tư vấn của mình. Và trong cái giai đoạn hiện nay đấy, thì cái nhà đầu tư, tức là các cái doanh nhân ấy, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cái việc mà cung cấp nguồn lực. Theo UNESCO, bảo tồn không có nghĩa là đóng kín di sản trong lồng kính, mà cần làm lan tỏa, phát huy giá trị trong đời sống hiện đại và cộng đồng được hưởng lợi từ chính di sản trong sự phát triển bền vững. Đó là câu chuyện của các di sản hữu hình. Còn với các giá trị di sản phi vật thể, Việt Nam cũng có một kho báu vô cùng quý giá, đó là các nghi lễ nghi thức của đồng bào dân tộc thiểu số. Những kho báu đã góp phần làm nên bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở vùng đất Tây Nguyên. Với mong muốn tôn vinh và gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc này, trong khuôn khổ Festival Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên đang diễn ra tại tỉnh Gia Lai, nhiều nghi thức cổ truyền của đồng bào các dân tộc đã được phục dựng. Một trong số đó là nghi lễ cúng cây nêu cầu an của đồng bào Ede sống ở Đắk Lắk. Cây nêu là một biểu tượng tâm linh không thể thiếu trong tín ngưỡng của người đồng bào dân tộc Ede. Nó được gọi với tên gọi là Gương Drai. Cây nêu mang thông điệp về một sự phù hộ và cầu xin cuộc sống an lành và sung túc cho tất cả mọi người, mọi nhà. Cúng cây nêu cầu an là một trong những nghi lễ quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người dân Ede. Thường được mở đầu với nghi thức cúng sức khỏe và cúng đeo vòng chuỗi hạt để cầu an. Sau khi các nghi thức trong nghi lễ thực hiện xong, chủ nhà sẽ mời rượu, mời cơm những người phụ nữ có vai vế trong dòng họ trước, sau đó mới đến nam giới. Việc phục dựng những lễ hội truyền thống như thế này đã thu hút sự quan tâm rất lớn của du khách và người dân. Nghi lễ rất giàu truyền thống, rất hay. Người Ede nó theo mẫu hệ và tôn trọng người phụ nữ. Mình vừa duy trì bản sắc văn hóa dân tộc, mình vừa biết thêm nhiều về những cái văn hóa phong tục tập quán của mình, để mà sau này thế hệ sau còn biết đến
tất cả các nghi lễ của các đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có người Ede. Văn hóa truyền thống của người Ede mang đậm tính mẫu hệ. Con cái sinh ra lấy họ mẹ. Việc quản lý gia đình, tài sản, phân công lao động đều do người bà, người mẹ chỉ đạo và quyết định. Sự hiện diện của cây nêu trong các lễ cúng được xem là tâm thiêng, thể hiện sự quyền quý, sự sinh sôi, nảy nở, cũng giống như vai trò của người phụ nữ trong gia đình và cộng đồng người Ede. Ra đời vào năm 2003 tại Mỹ, trượt ván đôi hay còn gọi là freeline skate là môn thể thao đầy tính thử thách với những động tác kỹ thuật khó nhưng lại vô cùng đẹp mắt. Xuất hiện ở Việt Nam vào năm 2007, trượt ván đôi đã nhanh chóng trở nên phổ biến và được nhiều bạn trẻ yêu thích. Với những phần trình diễn đẹp mắt, nhiều bài biểu diễn của các nhóm trượt Việt Nam đã nhận được sự quan tâm và khen ngợi của các tờ báo quốc tế. Khác với những bộ môn thể thao dùng ván trượt hay giày trượt ván đôi chỉ bao gồm hai chiếc ván bằng gỗ hoặc kim loại với bánh xe đi kèm. Thiết kế đặc biệt này giúp freeline skate mang lại cảm giác trượt ván, trượt tuyết, lướt sóng và trượt patin trong cùng một đôi ván trượt. Ở Hà Nội, đội trượt freeline skate Hòa Bình là một trong những nhóm trượt ván sôi động nhất với hơn 90 thành viên. Lần đầu tiên mà mình muốn chơi một cái môn nào đó nó ngầu một tí thì mình đã nghĩ đến trượt patin. Tuy nhiên thì mình thấy cái môn trượt patin thì nó hơi phổ biến rồi và mọi người ai cũng chơi. Nên là mình đã được một người bạn giới thiệu đến một môn thể thao khác, đó là trượt ván. Và không phải là cái trượt ván dài mà là freeline skate. Mình thấy sau một khoảng thời gian dài làm việc thì cái khoảng thời gian mà được ra sân tập luyện, được đứng trên đôi ván ấy, nó rất là tự do, như cái tên của cái môn mà lại là free, be free. Giữ thăng bằng là bài tập quan trọng nhất khi tập luyện freeline skate. Sau khi chuẩn đục các kỹ năng chơi cơ bản, người chơi có thể luyện tập các kỹ năng khó hơn như xoay người, đi một chân hay đổi ván trượt. Mặc dù có thể gặp phải chấn thương khi thực hiện những động tác rất khó, nhưng nhiều bạn nữ đã chinh phục thành công bộ môn này. Cái khó nhất là cái sự sáng tạo thôi. Còn tất cả khi mà mình xem một ai đó mình học được thì nó cũng ok, mình sẽ làm được sau này thôi. Còn để nghĩ ra và sáng tạo ra một cái mới chưa ai làm được thì đấy là cái khó. Và mình sẽ mong muốn mình làm được một cái trick như thế sau này. Lúc đầu chơi patin đó một thời gian, rồi chơi sang ván trượt skateboard. Nhưng sau thấy cái món này thì bắt đầu mình gần như là nghiện luôn, không chơi các cái game nữa. Mặc dù không phải là những vận động viên chuyên nghiệp, những màn trình diễn của nhóm luôn giành được sự khen ngợi ở trong và ngoài nước. Tháng 9 vừa qua, phần trình diễn của Freeline Skate Hòa Bình được đăng tải trên trang báo Insider đã thu hút hơn 19.000 lượt yêu thích và 5.000 lượt chia sẻ chỉ sau một tháng. Với trượt ván đôi, các bạn trẻ Việt Nam giờ đây đã có thêm một lựa chọn cho một môn thể thao lành mạnh để rèn luyện sức khỏe và sự khéo léo. Tiếp ngay sau đây là các thông tin thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam. Để xem lại bản tin ngày hôm nay, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ trang web vtv4.vn hoặc địa chỉ YouTube đang hiển thị trên màn hình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.